Rồi bây giờ đây là cái chương trình xổ số kiến thiết. Cái kiếm có anh em nào trúng giải độc đắc với lại hai giải khuyến khích trong cái event tặng tài khoản ở Office 365 ngày 1 tháng 10 năm 2021. Bây giờ mời anh Đặng Mạnh Cường tiến hành mở trang random.org, hay là anh có cái chương trình nào khác để tiến hành quay số thì anh mở lên để thực hiện. Rồi bây giờ chắc là trước tiên thì chào anh chị em trước ha. Chắc chắc là tôi mở trang random.org luôn đi cho nó lẹ. Technology. Bây giờ tôi đang ở trong cửa sổ trình duyệt nha. Giờ tôi sẽ mở một cái tab mới ra, một cái thẻ mới ra. Control T, new tab, Google Chrome. Rồi gõ random.org, cái này chia sẻ cho anh em trang này luôn nha. Viết là random.org đó, anh em có thể sử dụng làm gì đó thì làm. R, Reaper A, random org, select Rồi, này N, có sẵn rồi. enter. Random org, true random number. Rồi bây giờ Escape. mình sẽ cái này là mình lấy số từ 1 tới 99 đúng không anh cho? Đúng rồi, Rồi, theo số từ cái 1 tới thông báo 99. của anh Nguyễn Đình Ân hôm trước đó, là mình sẽ lấy từ 01 cho tới 99. Rồi rồi rồi, ok. Search random. Min. Edit spin box. 1. Rồi min là số nhỏ nhất, là ở đây nó cho sẵn là 1 rồi, khỏi điền lại ha. Mình tap qua. Frame max. Edit spin box. 100. Max là 100 thì mình sửa lại là 99 thôi. 99. Rồi, bây giờ random. Đó. Random org link visited drmat giải school gì? Of deep frame generate mình giải button. Gì đây? Bây giờ mình Giải bấm này vô là giải cái này, mình quay cho giải giải khuyến khích trước đây, mình bắt chước rồi mấy công ty xổ số đi làm vậy cho nó vui. Rồi, giải khuyến khích số 1. Generate button, enter random or min edit mag mag generate result. Rồi, mọi người nghe kết quả nha. 29. 29. 29. Rồi, 29. Bây giờ mời anh Cường rà lại coi là có thành viên nào đã đánh số 29 không? See question. Technology for blind. Rồi bây giờ về, tôi đang đi về về đầu trang rồi nha. Tôi sẽ đi vô tôi tìm nha. Virtual find. Blank. 2, 9. Rồi đó, tôi gõ 29 vô rồi nha. Enter. Screen find result dialog. Không có. Mà cho nó bung ra hết mấy cái comment. Mở bình luận chưa? Mở hết rồi. Bung hết cái bình luận rồi phải không? Tức là mình bấm vô cái chỗ mà xem những bình luận trước cho đó đúng không? Để mà coi được cái bình luận đầu, bình luận cuối đúng không? Đúng rồi. Rồi rồi, mở rồi, không bây có. Bây giờ anh Cường kiểm tra lại giùm coi là cái bình luận đầu là ai, số mấy coi đúng không, để mình enter. Cho nó chính xác chứ không gì hết. On mem button don't link wa link ph quest don't fill a link don't fill link light like, turn link okay, on light ok, chính đúng xác, rồi, chính đúng xác. Hùng Phương. Link lock hang. Đúng rồi. Chính xác, chính xác. Rồi, cuối cái bình luận bình cuối luận cùng là cuối, Cẩm bình luận Giang. cuối. Cẩm Giang là đúng rồi, số 38 đó. Rồi. Chính xác. Rồi vậy giờ cái này sao sổ lại hả? Bây giờ là số 29 thì không có thành viên nào hết. Bây giờ mình sẽ làm sổ lại ha, sổ lại Rồi. Cái tài khoản tặng tài khoản khuyến khích số 1 ha. Rồi rồi ok, bây giờ quay qua đây bấm Grand. Generate lại thôi. 29. Đúng rồi. Result enter. Generate result 72. 72. Rồi. Light. Tech virtual not land. Save to. Enter. Screen find result dialog space. 72 cũng không có ai. Cái này là chia sẻ với anh em là tối hôm qua sau khi khóa bình luận là tôi làm rồi mà cũng vậy đó nha. Rồi giờ làm phép không? Ít người đánh quá. Rồi giờ làm lại đi. Lần thứ 3. 70. Result generate button. Enter. Giải khuyến khích số 1 lần thứ 3. Result 50. 50. Tech. Này, chắc có to blank 50 escape tech virtual to blank 50 enter screen find result không dialog không có escape rồi. Sau thế anh em làm ít của mình sẽ giới hạn cái số thấp rồi. Rồi bây giờ anh Cường sổ lại ha. Ran. Tài khoản khuyến khích số 1 lần thứ 4. Result generate button enter result loading powered by loading result 67. 67. Khả năng là không có đó. Technop. Virtual 567. Enter. Screen find result dialog. Enter. Rồi. Lần thứ 5 tài khoản khuyến khích
Số 1. Rand 60 result generate but enter. Result loading powered 2 min 20 powered by 2 min 1 9 result 96 96 chắc có thể có đó. Virtual find 9 blank 96 chắc enter. Không có screen find không có luôn rồi không có. Escape lần thứ 6 rank 96 result generate button enter result 25 chắc chắn có virtual có escape này giống, cái này làm cái này giống đi kêu lô tô quá mấy anh em not land 2 5 enter 25 có ai kéo lên trên á rồi là chủ nhân của số 25 là Facebook tên là Cỏ Dại. Ok rồi chúc mừng Facebook Cỏ Dại nhận được giải khuyến rồi. Khích số 1. Rồi bây giờ là giải khuyến chắc khích số 2. Nhờ anh Ân đánh lại cái thông tin để có gì hồi nữa quên đó. Khuyến khích số 1 là Cỏ Dại số 25. Rồi bây giờ mời anh Cường tiếp tục quay số sổ số cho giải khuyến khích số 2. 25 result generate button. Giải khuyến enter. Khích số 2 lần 1. Rồi số 2 lần 1 nha. Result 56. 56. Rồi. See. Technology for virtual black land 56. 56 nè. Enter 56. Có luôn. Ai, chủ nhân là ai? Là khoảng lặng khoảng lặng rồi vậy thì may mắn quá là tài khoản lần hai chỉ có tài khoản số 2 chỉ có một lần thôi là chủ nhân là Facebook khoảng lặng đánh số 56 rồi rồi anh nâng nốt lại giùm ha rồi thì xin mời hai vị Cỏ Dại và Khoảng Lặng này sẽ chủ động liên hệ với anh Đình Ân, anh Nguyễn Đình Ân, admin của nhóm để nhận hai tài khoản kích hoạt Office 365, tài khoản có đuôi là .edu á. Rồi bây giờ đến giải đặc biệt là tài khoản kích hoạt Office 365 chính chủ. Chủ nhân có quyền chọn tên hiển thị và tên đăng nhập. Xin mời anh Cường. Rồi. 56. Result generate button. Enter. Result loading. Graph result 94. 94. 94. Có chắc chắn. Tech. Virtual file. 94. Blank. 94. Enter. 94. Viết Tuấn rồi. Rồi chúc mừng. Tuyệt vời quá, chúc mừng anh Viết Tuấn ha. Anh Viết Tuấn sẽ chủ động liên hệ với anh Đặng Mạnh Cường, cũng là admin của nhóm, để được nhận tài khoản chính chủ. Thông báo cho anh Cường biết tên hiển thị, tên đăng nhập là gì, để anh Cường sẽ gửi tặng cho anh Viết Tuấn một tài khoản từ nhóm Technology for Blind. Rồi thì cái video xổ số này sẽ được chia sẻ lên nhóm để anh em thấy được là chúng tôi cũng làm việc nó minh bạch. Tức là cái này là may mắn, này là do ngẫu nhiên thôi nha anh em. Thì những anh em nào mà chưa được thì chờ những sự kiện khác. Còn sự kiện này thì chúc mừng ba anh em mà mới vừa được công bố giải thưởng đó. Rồi, cảm ơn anh Cường. Dạ rồi, thôi chào tạm biệt anh chị em.